Wow, chú quay nhà cho cháu xem đi. Ok nha. Đây là video ban ngày nè mọi người. Nước thải người ta xả ra nha. Đây là cánh cửa hư nè. Tối ngủ không có đóng cửa này được nha. Đây là chiếc xe đạp mà chú hay chạy đi làm hàng ngày nè. Đó. Rất là sơ sài và trong này thì hơi tối nè. Đó, cái giỏng này, giỏng này. Chú đang nằm chú hay nằm quay hàng ngày nè. Cái giường bố nè. Chỗ ngủ rất là sơ sài nha mọi người. Mọi người xem thông cảm nha. Hơi bừa bộn. Đó. Cánh cửa này cũng hư luôn rồi. Wow, mọi người có thấy không? Đó chỉ là video ban ngày thôi. Còn video ban đêm nè, mọi người nhớ ấn like và đăng ký kênh giúp chú nha. Wow, ban đêm thôi. Bắt đầu từ ở khúc ngoài nhà nè, chú sẽ quay vô nha. Bên tay phải là nhà của chú nè, đang ở. Nhà không phải chú mà một căn nhà hoang nha. Đã bỏ hoang và chú xin người ta chú ở nha. Đây là cánh cửa ra vô nè, đã bị hư rồi, không đóng lại được nè. Tối để cửa về ngủ luôn nha mọi người. Đó. Bước vào trong nè. À. Bên tay trái là chú xin mở đèn, nó hơi tối. Đây là kho đựng đồ của người ta nha. Đó. Đây là cái thao giặt đồ của chú nè, tùm lum sà ngầu hết. Còn bên trong này là hơi bừa bộn nè. Còn bên trong này là nhà vệ sinh nè. Đây là phòng tắm nè. Không có gì hết, phòng tắm nó không có gì hết. Đây là nhà vệ sinh nè. Bừa bộn nè, ghê. Nhà vệ sinh cực kỳ là bày hay luôn mà chú không có dùng nha. Chú đi ải chỉ về bụi thôi nha. Bắt đầu ở trong này là chú đây là thùng nước đựng để dành đựng nước tắm giữa. Đây là một đống bùi nhùi. Còn đây là quần áo của người ta. Đây. Bên đây là móc móc của chú hay thường móc đồ chỗ này. Còn đây là một cái chỗ chú ngủ nha. Chú hay ngủ ở đây nè, một cái giường bố với lại một cái mùng thôi. Với lại một cái gối. Một căn phòng cũng không có gì hết, đó. Với một cái máy quạt thôi, đơn sơ chả có gì hết nha. Còn đây là mặt trước nè, người ta đựng đồ nè, cũng bày hay bừa bãi lắm, không có gì hết nha mọi người. Đó, với lại một con chó làm bạn thôi nha mọi người. Nhà có ba con chó, hai con chó giống nhau và một con chó khác nhau. Đó. Mái nhà chỉ không có gì hết. Đây là cái thang, đây là cửa trước.
Điện thì sơ sài nè mọi người. Đó, thì ghê không? Không có gì hết. Nhà rất là hơi bày hay, mọi người xem thông cảm nha.